Như vậy để làm câu này, ta áp dụng công thức lambda bằng 3 nhân 10 mũ 8 2pi căn LC. Vậy lambda 2 chia cho lambda 1 sẽ bằng căn bậc 2 sẽ bằng tỷ số 3 nhân 10 mũ 8 nhân 2pi căn LC mũ C2. 3 nhân 10 mũ 8 2pi căn LC1. Như vậy căn C2 trên C1. Vậy từ đó suy ra C2 trên C1 bằng lambda 2 trên lambda 1 tất cả bình. Lambda 2 là 1 km tức là 1000 m. Lambda 1 là 100 m. Tất cả bình phương nhân 10 thì cái này bằng 100. Như vậy ta chọn phương án C.